Vâng, xin chào quý vị anh chị và các bạn. Chào mừng quý vị anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Thảo Dược số 1 Lam Dược Nguyễn Thi. Anh chị thân mến, trên tay tôi đây là quả mướp đắng rừng hay còn gọi là khổ qua rừng. Chắc hẳn anh chị mới quan sát, mới nhìn ban đầu thì cũng có cái cảm giác giống tôi, đó là có cảm giác vừa quen vừa lạ đối với loại quả này, đúng không ạ? Thì thưa với anh chị có cảm giác quen là bởi vì hình dáng cây quả rất là giống với mướp đắng trồng, khổ qua trồng. Tuy nhiên thì lạ một cái là cái quả của nó rất là nhỏ, đúng không ạ? Vậy thì khổ qua rừng này là một loại quả như thế nào mà trong thời gian vừa qua được nhận được rất là nhiều sự quan tâm tìm dùng cái loại dược liệu này? Thì trong video này tôi sẽ giới thiệu đến anh chị một số các cái công dụng tuyệt vời của khổ qua rừng này, cũng như những cái lưu ý khi chúng ta sử dụng khổ qua rừng. Trước tiên thì tôi xin giới thiệu qua đến anh chị là một số các cái thông tin về khổ qua rừng này như sau. Khổ qua rừng thì thưa với anh chị hay còn gọi là mướp đắng rừng. Đây là một trong những cái loại cây có rất là nhiều tác dụng đối với sức khỏe chúng ta. Theo dân gian thì khổ qua rừng có vị rất là đắng, có tính hàn, có tác dụng làm cho da dẻ mịn màng nếu sử dụng thường xuyên. Còn ngoài ra thì nó còn có tác dụng khác như là hỗ trợ chống lại sự phát triển của các cái tế bào ung thư, diệt vi khuẩn, rất là tốt cho bệnh nhân tiểu đường. Khổ qua rừng thì có rất là nhiều tên gọi khác như là mướp đắng rừng, cẩm lệ chi hay là ổ qua rừng. Đây là một loại cây có dạng thân leo. Anh chị có thể quan sát, có thể bò dài 2-3 mét và đây là quả chín của nó. Lá của khổ qua rừng này có chiều dài từ 5-10 cm, rộng từ 4-8 cm và nó mọc so le. Hoa của nó thì có màu trắng, hoa đực và hoa cái hay mọc tách biệt ở lách lá. Quả của khổ qua rừng này thì thưa anh chị, chiều dài từ 8-10 cm, rất là ngắn đúng không ạ? Bé, hình thoi, mặt ngoài có nhiều u lồi ra. Đó, anh chị có thể quan sát. Và một số các cái tác dụng chính của khổ qua rừng hay còn gọi là mướp đắng rừng như sau. Thì thưa anh chị, theo đông y, các cái bộ phận của cây khổ qua rừng đều có thể sử dụng làm thuốc, như là lá này, dây này, quả này, hoặc là hạt, đều có tác dụng làm các cái dược liệu khác nhau. Không chỉ đông y hiện nay mà tây y cũng có rất là nhiều công trình nghiên cứu dược tính của cây mướp đắng rừng này, có thể bào chế thành các cái loại thuốc chữa bệnh khác nhau. Đầu tiên là theo đông y thì khổ qua rừng là một vị thuốc có tính mát, có vị đắng, có tác dụng chính là giải độc, tiêu đờm, thanh nhiệt. Sử dụng trong các cái trường hợp người bị mụn nhọt này, sốt này, trúng nắng này, viêm nhiễm này. Ngoài ra thì nó còn được sử dụng thường xuyên, cũng có các cái tác dụng là giảm stress, da dẻ mịn màng, tinh thần sảng khoái. Bên cạnh đó thì mướp đắng rừng còn có tác dụng thúc đẩy việc chuyển hóa trao đổi chất trong cơ thể, giúp cơ thể hấp thu được đường hiệu quả, phòng chống các cái bệnh về đái tháo đường, ổn định đường huyết, rất là tốt cho những bệnh nhân bị tiểu đường. Dây và lá khổ qua khi đun sôi hoặc là giã lấy nước uống có tác dụng hạ sốt rất là tốt. Anh chị có thể giã nhỏ dây khổ qua và lá để đắp mụn nhọt. Khổ qua được dùng trong dân gian để điều trị các cái bệnh về gan, lị, viêm họng, đau bụng, côn trùng cắn, hạ đường huyết. Công dụng chống ung thư của khổ qua rừng. Trong khổ qua rừng có hai hợp chất được các nhà nghiên cứu theo nghiên cứu có tác dụng ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào ung thư, hỗ trợ tiêu diệt các tế bào ung thư và ngăn ngừa chúng tự sinh ra trong cơ thể. Tác dụng tiếp theo thì cây khổ qua rừng này, thưa anh chị, có thể dùng dịch chiết xuất từ khổ qua rừng này có tác dụng tiêu diệt được các loại run sán ở trong cơ thể. Các cái tác dụng của khổ qua rừng đối với sức khỏe con người là rất là tốt. Tuy nhiên trong video này thì tôi cũng không giới thiệu các cái bài thuốc cụ thể của khổ qua rừng dùng như thế nào. Thì hy vọng rằng sau này có thời gian thì tôi mời anh chị
cùng theo dõi, bấm đăng ký kênh của tôi để theo dõi các cái video kỳ sau. Tôi sẽ có các cái bài thuốc cụ thể giúp anh chị áp dụng một cách hiệu quả. Khổ qua rừng rất là tốt như vậy, chúng ta có nên sử dụng hàng ngày hay không? Thì thưa với anh chị, mặc dù là mướp đắng rừng có rất là nhiều tác dụng tốt đối với sức khỏe, tuy nhiên khi sử dụng chúng ta cũng hết sức chú ý, như là có hiện tượng tăng men gan. Nếu chúng ta uống quá nhiều nước khổ qua rừng sẽ khiến các enzyme trong gan tăng cao, khiến hình dạng của các cái tế bào gan bị biến đổi, gây nhức đầu, hôn mê. Nếu để trẻ sử dụng mướp đắng rừng quá sớm thì anh chị phải lưu ý là khi chúng ta cho trẻ sử dụng mướp đắng rừng quá sớm thì hệ tiêu hóa của trẻ không thể đủ khả năng hấp thụ các cái chất dinh dưỡng và đào thải độc tố từ mướp đắng rừng. Chính vì vậy, tôi lưu ý với anh chị, các bậc phụ huynh là không nên cho trẻ nhỏ dùng mướp đắng rừng. Và tôi cũng lưu ý với một số các cặp vợ chồng, nếu chúng ta uống nhiều nước khổ qua rừng có khả năng hạn chế khả năng thụ thai. Bởi vì trong mướp đắng rừng có chứa một loại protein có tác dụng ngăn ngừa khả năng thụ thai, làm giảm khả năng sản xuất tinh trùng. Tiếp theo là một thắc mắc, đó là bà bầu có ăn được khổ qua rừng hay không? Thì thưa với anh chị, theo nghiên cứu của các nhà khoa học thì bà bầu ăn khổ qua rừng nhiều có thể dẫn tới các cái vấn đề liên quan tới tử cung, làm tăng tỷ lệ sinh non rất là nguy hiểm. Tuy nhiên, phụ nữ trong quá trình mang thai nếu sử dụng khổ qua với hàm lượng vừa thì không đáng lo ngại. Ở một số các cái quốc gia, mướp đắng còn được sử dụng để lạo phá thai. Chính vì vậy, anh chị nên hỏi ý kiến của các bác sĩ trước khi ăn để tránh nguy hiểm. Và dưới đây thì tôi xin tổng hợp với anh chị một số các cái cách dùng khổ qua rừng, mướp đắng rừng một cách đơn giản. Mong rằng đây là các cái kiến thức bổ ích chúng ta có thể áp dụng ngay trong cuộc sống hàng ngày. Ngoài cách sử dụng khổ qua rừng để chế biến làm các món ăn ra thì anh chị có thể sử dụng dưới dạng trà. Rất là tiện dụng, rất là đơn giản, không mất quá nhiều thời gian. Thì cách thực hiện như sau: anh chị lấy 1 kg khổ qua rừng, mang đi rửa sạch, sau đó để ráo nước. Có thể sử dụng cả hạt hoặc là bỏ hạt, tùy anh chị. Mang đi thái lát mỏng, phơi khô dưới ánh nắng tự nhiên trong khoảng 1 đến 2 ngày. Sau đó chúng ta mang khổ qua đi phơi khô, sao vàng cho đến khi chuyển màu nâu nhẹ, rồi tắt bếp để nguội là xong. Sau đó thì chúng ta bỏ vào bình thủy tinh rồi cho vào trong tủ lạnh để sử dụng dần khoảng 2 tháng. Lúc nào muốn sử dụng thì anh chị lấy vài ba lát ra hãm với nước nóng, chúng ta dùng 2 cốc một ngày để có hiệu quả tốt. Ngoài ra, nếu mà anh chị nào không có điều kiện hoặc là không có cây khổ qua rừng tươi thì chúng ta dùng khô cũng rất là tốt. Anh chị có thể tìm được khổ qua rừng thì càng tốt, mà không tìm được thì có thể liên hệ với chúng tôi. Thì chúng tôi có thể cung cấp cho anh chị khổ qua rừng được thu hái từ vùng núi Tây Bắc, được phơi khô tự nhiên, đóng gói 1 kg một túi. Và chúng tôi có nhận chuyển hàng trên toàn quốc. Thì anh chị có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại là 0982 957 282 hoặc số tổng đài 1900 989801. Và như vậy là tôi đã chia sẻ đến anh chị các cái công dụng của khổ qua rừng đối với sức khỏe con người, và cũng như là các cái lưu ý khi chúng ta sử dụng khổ qua rừng. Tôi hy vọng rằng đây là các cái kiến thức bổ ích sẽ giúp ích anh chị có cái nhìn thực tế hơn về loại dược liệu khổ qua rừng, hay còn gọi là mướp đắng rừng. Và sau đây thì tôi xin tạm dừng cái video này tại đây. Chúc anh chị có một sức khỏe tốt. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong các video lần sau. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy đăng ký, like, share hoặc comment ý kiến riêng của mình ngay phía dưới video này. Cảm ơn quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một sức khỏe tốt.